Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là 15 giờ 30 ngày 25 tháng 4. Thì mình đang đứng ngay chỗ cổng chính của dự án khu đô thị phức hợp và cảnh quan Cát Tường Phước Hưng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chương trình ca nhạc chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 sẽ chính thức bắt đầu. Thì mình sẽ cập nhật một số cái hạ tầng cũng như là cái công tác chuẩn bị cho cái đêm nhạc hôm nay cho quý vị khách hàng ở xa cùng xem. Thì hiện tại mình đang chạy trên đại lộ Khải Hoàn. Thì cái hạ tầng xung quanh con đường này thì công ty cũng đang triển khai khá là gấp rút. Đấy, như quý vị thấy đấy, thì hai cái đường cống thoát nước ở hai bên thì công ty đã lắp xong rồi. Thì giờ đang lắp đất để mà lưu cái nền cho nó chắc vậy. Sau đó thì sẽ tiến hành trải lớp đất thứ hai. Thời tiết ở Bình Phước hôm nay khá là nóng, mà không phải là Bình Phước mà khắp cả miền Nam này. Thời tiết quả là rất là nắng nóng. Thì bên phía trước mình nhá, bên trái đó là cái block E1. Thì đây là chính là cái sân khấu mà diễn ra cái chương trình ca nhạc tối hôm nay. Thì hiện tại cái đội văn nghệ cũng như là các ca sĩ khách mời ban nhạc đang tập dượt, đang chuẩn bị cho cái chương trình đêm nay. Cái chương trình đêm nay chính thức bắt đầu vào lúc 19 giờ và kết thúc lúc 22 giờ nhé quý vị khách hàng. Thì nếu mà quý vị khách hàng nào mà ở Đồng Xoài nhé, hoặc là ở khu vực lân cận muốn lên tham dự thì cứ liên hệ cho em sẽ ra tận nơi đón mình vào tham dự nhé. Và đặc biệt là xin quý vị khách hàng xin lưu ý là chương trình này là mở cửa tự do, không có thu phí gì hết ạ. Thì chương trình này được thực hiện bởi Cát Tường Group cũng như là phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Phước. Bên phải mình đó là quỹ đất trung tâm thương mại Ngân Phát. Thì hiện tại công ty đang rào lại để chuẩn bị triển khai thi công. Thì ngày 13 tháng 4 vừa rồi thì công ty đã tổ chức lễ động thổ rồi. Đầu tháng 5 tới là công ty có một cái hoạt động rất là quan trọng ở ngoài Hà Nội. Đó là sáng ngày 4 tháng 5, công ty tổ chức hội thảo diễn đàn bất động sản và tài chính kinh tế của năm 2019. Đó cũng là cái cơ hội để mà công ty giới thiệu tới quý vị khách hàng ở khu vực miền Bắc, cũng như là muốn giới thiệu những cái dự án mà Cát Tường Group đang triển khai, cũng như là đặc biệt là cái dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì nếu mà quý vị khách hàng nào ở ngoài miền Bắc, nếu mà muốn lên tham dự cái hội thảo này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0933 22 3484. Em sẽ đón tiếp và tư vấn cho quý vị khách hàng, cũng như là cho quý vị khách hàng tìm hiểu về dự án mình. Và cái lịch trình sau đó thì công ty sẽ tiến hành đi ra Nam Định để mà tham quan cái khu công nghiệp Rạng Đông, quy mô là 2.100 ha, nó thuộc huyện Nghĩa Hưng của Nam Định. Thì cái khu công nghiệp này thì công ty đã mở bán từ 2017 rồi, coi như là ra tham quan và giao lưu với cán bộ công nhân viên ở ngoài đó. Thì nếu mà thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và video của mình cũng tới đây cũng sắp hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và khách hàng vào lúc 19 giờ tối hôm nay.
xin hân hạnh được đón tiếp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khách hàng.